Đại bán là xanh lạnh thì nước bắc, nước trái cốc, vị đậm ruột, rồi xong rồi đây là khô quẹt và khô quẹt. Dạ. Dạ. Cả hai đấy là sàn tự tay làm hết. À dạ, thế là bán giá sao ạ? Bán giá nó rẻ, dường như là mức trái cốc thì bán 75.000 nửa ký. Dạ. Mức đậm ruột là 70.000 nửa ký. Dạ. Rồi cái này là khô mà khô á. Dạ. Khô nấm đùi gà. Dạ. Cái lên nấm là tên nấm là nấm đùi gà. À. Đây là khô. Dạ. À. Hay quá. Dạ. Nước xăm thì tự nấu luôn. Dạ. Chỉ có 8.000 một chai thôi. À. Và đặc biệt thêm nữa, mua 10 chai để tặng chai trà sữa. À. Trà sữa thì tự nấu luôn nha. À, dạ. Hay quá. Hay quá. Dạ, cảm ơn nha. Bây giờ để mua cả nè. Buffet chai. À, buffet chai. Đây. Buffet chai. Dạ. Buffet chai nha. Dạ. Hỗ trợ với nhau ung thư. À. Tư bé à. À, thế ạ. À? Dạ. Thì ai mà muốn mua thì liên hệ thầy giùm. Dạ. Dạ, có bạn bè với người mà do là những hiệp hội tâm thái tổ chức là muốn nguyện để là để tổng hợp bệnh nhân ung thư á, ở chỗ này làm chuyên về cho bệnh nhân ung thư. Dạ, tôi đã rất là tốt. Dạ, và bữa gặp thầy nữa, mua là và bữa gặp thầy nữa. Dạ, và bé cảm ơn cơ mời nước nhiều nước. Dạ, là thời gian là từ 1403. Dạ. Thời gian là ngày 26 tháng 5. 1403. Là 6 giờ con, 6 giờ tới 8 rưỡi. Dạ. Con coi thời gian. Cảm ơn. Hạnh phúc khi có Phật. Rồi số 5. Thấy không? Chị ơi, cái này bán sao nha chị nhờ? Cái này bán sao ha? Đây nè, cái này gọi là cái gì ha? Nem cua bể 5.000 cuốn. À, nem cua bể 5.000 cuốn. Rồi còn cái này cái gì con? Dạ, bánh hỏi thịt nướng. Bánh hỏi thịt nướng. Cái này bánh hỏi thịt nướng bán sao con? 25.000. À, một phần 25.000, để tới quay bên này nữa cái đó. Còn cái này cái gì con? Cái đó miếng xào nấm. Miếng xào nấm ngon quá à. Còn cái này cái gì? Cơm trộn cũng là 25. Từ từ vô.
cô hỏi cái này là cái bánh gì vậy con? Dạ đây là bánh mì nấm nướng bào ngư. Bánh mì nấm nướng bào ngư hả con? À, bánh mì nấm bào ngư nướng một phần bao nhiêu con nhỉ? 20.000. Một phần 20.000 ha. Ở bên này là cái món gì vậy con nhỉ? Xôi, xôi lá dứa với lại nấm nướng. Xôi lá dứa với nấm hả con ha? Cái này bán sao con? Bao nhiêu phần? 30.000 một phần ạ. Bao nhiêu? 30.000 một phần ạ. Cho cô quay cái mặt tí nha. 30.000 một phần. À, các bạn đến ăn nha, 30.000 một phần đấy. Rồi tiếp nè. Còn bên này là cái gì ha? Dạ, gỏi củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa ha? Cái này cũng là gỏi củ hủ dừa hả con? Gỏi xoài ạ. À, cái này là gỏi xoài. Thế cái này bán bao nhiêu phần? 30.000 phần. Rồi con bên này cũng? Cũng vậy đúng không ạ? Cũng 30.000 phần. À, cảm ơn con nhiều nha. Đấy, thật là tươi luôn. Thế cho cô hỏi bên này luôn nha. Để cô hỏi cái cà ri này bán sao con? Dạ, cũng 30.000 phần luôn ạ. À, khoan để đồng giá 30 luôn ạ. Vâng ạ. Rồi để cô đi qua bên này coi. Đồng giá 30.000 một phần luôn ha. Đây là cà ri nè các bạn ơi. Để cà ri nè. Đó, cà ri 30.000 một phần. Nấm hầm tiêu xanh ạ. À, nó là ngon. Rồi còn cái này cái là cái món gì con? Cái món này là món gì? Có ai bán hàng không nhỉ? Cái món này món gì vậy nhỉ? Con. Cái này là cà ri ạ. Cà ri hả? Cũng cà ri luôn hả con? Cũng 30.000 phần luôn ha. Có em bé này đẹp quá. Cho quay cả nhà. Này này đẹp quá luôn. Bé này đẹp lắm. Cô bé này bán hàng đẹp quá. 30.000 một phần. Còn con gửi điện thoại chưa? Con gửi đó rồi. Ủa cái này món gì món lạ quá ta? Cái đó là súp tóc tiên ạ. À, súp tóc tiên à, cũng 30.000 phần hả con? Đấy, súp tóc tiên 30.000 một phần. Hôm nay là ẩm thực chay nha các bạn. Cái này cái gì vậy chị? Cái đó là con ơi. Yeah. Mì xào giòn ha, cũng 30.000 phần luôn phải không con? Đồ chay luôn ha. Ờ. Đây. Cô hỏi rồi cô sẽ mua đó. Cái này bao nhiêu tiền phần con? Cũng vậy. Cơm thập cẩm hả? Cho quay mặt tí. Đẹp quá. Đấy, cái cô bán hàng đẹp không? Đẹp nhất ở đây luôn. Quá đẹp luôn à. Bán không kịp tay luôn.
cái món này là món gì ha? Bào ngư kho sả ớt con. À, bào ngư kho sả ớt bao nhiêu một phần con? 20.000 một phần ha, bào ngư kho sả. Cho con thử. À, khoan từ từ, mình sẽ quay hết rồi sẽ mua. Dạ, còn này là mực chiên giòn nè. À, mực chiên giòn. Dạ. À, giống quá, giống con mực chiên giòn. Tại vì cái rau là mình làm bằng 5% á. À, biết rồi con. Chưa ăn thử, giờ mua nè. Mẹ ăn thử chưa? Dạ. Cho em trái chanh, cho chị đem về. Còn bên này cái gì ha? Dạ, cái này khoai lang lắc. Khoai lang lắc ha. Cái này sò điệp nướng mỡ hành. À, sò điệp nướng mỡ hành cũng 20 ngàn phần hả con? Dạ, 20 ngàn phần. Rồi, 20, giò thủ. Giò thủ cũng 20 ngàn phần. Ngon quá. Rồi. Đây là bút sen, đấy cái hầm. Rồi đó, dễ dàng. Đây chị quay nè, bút sen nè. Đâu, đâu bút sen? À, bút sen với hột vịt lộn. Ôi tuyệt vời. Ngon nha. Chị vui quá, chị này vui quá cho quay nha. Dễ thương quá. Chị quay thì tụi em bán được. Dạ, 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 đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị đó, bà chủ bên này dễ thương quá, đáng yêu quá. À, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Cái đội ngũ bên này phục vụ hết sức là tốt luôn. Quá tốt luôn. Cảm ơn cái chị nha. Cô Dương ơi, nhớ tới đây này, xin cô Dương thứ lỗi. Chị nhá, bánh chưng còn đây, bánh giò đây, bánh gà, bánh chưng, bánh bao. Thế thì bán giá như thế nào nhỉ? Cái này đồng giá 12.000. À, đồng giá 12.000. Đây là số không? Ừ. Con. Mà nó cũng không dạ, dạ, dạ. Đó nghe, bán hàng dễ thương quá. Đây là bánh mì. Cũng vậy luôn hả? Vâng, bánh mì mình đến miếng mình bán ạ. À, miếng bán sao? Kia là bánh chưng thì cũng 12.000 một cái. À, bánh chưng cũng 12.000 một cái. Rồi cái này đếm miếng bán sao? 10.000 6 miếng. Ok, còn này bánh bao cũng là 12.000. 12.000 cái. Dạ, đúng rồi. Giờ cô chụp hết vậy mình xác đầy hàng chụp đẹp cô ơi. Đây là xôi cút. Không sợ. Không sợ, chỉ quay món ăn thôi. Quay mặt con bé gái có đẹp quá, cho tới quay mặt đưa lên được không? À, rong biển hả con? Bao nhiêu một hũ vậy? Dạ 50.000. À 50.000 một hũ đây. Còn cái bánh này bán sao? Dạ, xôi chiên một phần 3 cái 20.000 rất là ngon. À, một phần 3 cái 20.000 luôn xôi chiên ha. Đó, còn cái này chân nấm. À, chân nấm độc quyền đúng. Chân nấm độc quyền ha. Ừ. Đúng rồi. Cái đó bán sao vậy con? Dạ, 140 nửa ký ạ. À, 140 nửa ký, còn bán ít lá gai bình định có 5.000 một cái. Còn cái này cái món gì đây? 200g nấm hương, 200g nấm hương. Dạ, 30.000 thôi, chỉ 30.000 mình về nấu canh. 30.000 nấm hương một bọc rồi con. Trái cây sấy dẻo. Trái cây sấy dẻo nó bán sao con? Dạ tùy theo giá mà 20.000 đến 30.000. À 20.000. Ừ, ok. Con mình đang quay chủ yếu là cái món này nha. Quay con cái đẹp vô nè. Đừng có bây giờ. Có ba người nha. Cái giá bán sao con? Mấy cái này. Mình quay chè, bán chè sao con? 15.000 một ly nha các bạn. Ăn chè nè, chè nè. Chè Thái 25.000. Cho quay mặt đẹp được không? Nha. Ok nhá, cho quay nhá, cho đưa lên mạng nhá. Đó, bạn này bán chè. Bạn tươi như hoa. Ăn chè ngon lắm. Rồi xong, có bạn Hiệu đây. Ok. Ok. Ăn chè đây. Ở đây có cửa hàng luôn. Đó, ok. Đây. Ờ, ok nha. À, đây đây. Hồi nãy nói nhiêu ly nhỉ? 15.000. Ok, 15.000 một ly. 15.000 một ly. Để yên tới lựa coi nha. Ngon quá. Hấp dẫn. Hấp dẫn thiệt mà. Chè hấp dẫn thiệt, ngon quá. Cái này gọi là bánh lọt. Bánh lọt ha, chè bánh lọt. Cái này chè. Chè đậu đỏ ha. Cái này xương sa ha. Sao cái này gì đây, hay cái đây là một cơm dừa, bên trong là cái cơm dừa con. Còn gì hay đậu không xanh. Đậu xanh nè, chè đậu xanh. Đó
đậu đỏ, đậu ngự. Ok, à đậu này đậu ngự hả? Dạ đúng rồi, đậu ngự. Bây giờ để coi đậu ngự. Đậu ngự đi, người Huế thích ăn lắm con. Đây, đậu ngự ha, rồi cảm ơn con. Chè, sâm xương sáo, chè Thái Lan. Ngon quá. Đấy, trà chanh, trà tắc, chanh dây. Ngon quá nè. Trong này bán đủ thứ, ngon ơi ngon. Cô bán hàng đẹp quá. Cô bán hàng xinh đẹp. Đừng đừng có buồn, chút xíu nữa cũng có người đồ à, không có sao đâu. À bây giờ mua một ly đem về luôn nha. Cho cô một ly đem về mà cô lấy cái này nè. Cái này là một nè. À, bạn cho cô cái này là hai nè. Ờ à, đúng rồi. Cô sợ ăn màu lắm. Không, cô lấy hai món này ha. À, cô lấy hai món này. Một ly như vậy là bao nhiêu tiền con? Nếu mà cô lấy 35.000 ly, cái này 5.000 là bao nhiêu? Cô chỉ lấy hai thứ thôi nha. Đừng lấy nhiều nha. Hả? À, cô cho đá chứ cô uống mà cô không cho đá à? Mình ăn thực dưỡng là không được ăn đá, không được ăn đường. Nhưng mà bữa nay đi vui ăn tùm lum. Đấy. Đó. Chị ta.